Chánh ngữ. Một trong năm giới mà người Phật tử chân chính phải hành trì là tránh xa vọng ngữ. Tích cực hơn, người Phật tử phải nói lời chân thật, biết thủ tín và nói như thế nào làm như thế ấy. Lời nói chân thật là một trong thập thiện nghiệp mà người hành trì không những đem lại lợi ích cho mình mà còn góp phần xây dựng một xã hội đạo đức. Vì muốn được trật tự, xã hội cần đòi hỏi một số điều kiện, trong đó có sự tín nhiệm lẫn nhau, nhờ mọi người đều chân thật. Đoạn kinh sau đây mô tả người chân thật. Ở đây, một người thiện nam từ bỏ sự giả dối, xa lánh vọng ngữ, nói lời chân thật dù ở nơi hội họp đúng đắn, giữa đám đông, trong tư gia với bà con thân thuộc, trong nhiệm sở hay khi làm nhân chứng tại pháp đình. Như vậy, người ấy sẽ không vì cá nhân mình, không vì ai khác, cũng không vì một lợi lạc vật chất mà cố ý nói sai sự thật. Salayaka Sutta. Thật ra, chánh ngữ không phải chỉ giới hạn trong lời nói chân thật, mà còn cần tránh những lời phao vu để chia rẽ hay gây bất hòa giữa người này với người khác. Trái lại, phải tìm cách đem lại hòa hợp và thông cảm giữa mọi người. Tránh dùng lời thô lỗ để hạ nhục kẻ khác. Trái lại, phải nói lời thanh tao, hòa nhã, lịch sự, lễ độ để an ủi, khuyến khích hay thuyết phục kẻ khác. Tránh những câu chuyện phiếm vô bổ, phải nói đúng lúc, hợp lý và hữu ích. Cũng có trường hợp khi chúng ta nói chân thật và lễ độ mà vẫn chạm đến tự ái của kẻ khác, khiến họ phật lòng. Tuy thế, đôi khi cần phải nói sự thật, dù có mất lòng nhưng hữu ích. Như vị bác sĩ muốn chữa một vết thương của bệnh nhân, đôi khi không thể không gây cho bệnh nhân một chút đau đớn. Vì nếu không đụng đến vết thương thì làm sao điều trị được. Vì thế, trong kinh Avayara Chakumara có phân loại lời nói theo chân thiện và mỹ như sau. Lời nói chân mỹ thiện, tức là lời chân thật, khả ái và có lợi cho người nghe. Chữ mỹ ở đây dùng với nghĩa đẹp lòng người, làm cho người hoan hỷ khi nghe. Như trường hợp Đức Phật thuyết pháp, Ngài trình bày chân lý để chuyển mê khai ngộ cho chúng sanh thiện, và khi nghe xong thính chúng đều hoan hỷ, mỹ, chấp nhận. Lời nói chân thiện nhưng không mỹ, tức là lời chân thật, có lợi cho người nghe nhưng không làm cho họ vui lòng. Lời nói không mỹ ở đây có hai nghĩa. Một là lời nói thô lỗ, hai là tuy không thô lỗ nhưng người nghe vẫn khó chịu. Có khi vì lời nói cộc cằn làm cho người nghe nổi giận, nhưng có khi nói lễ độ mà vẫn chạm tự ái kẻ khác. Lời nói chân mỹ nhưng không thiện, tức là lời nói chân thật, đẹp lòng người nhưng vô ích. Như kể một câu chuyện tuy thuật, tuy thật và làm cho người nghe vui tai nhưng không đem lại lợi ích gì cả, có khi chỉ là mất thì giờ hoặc thậm chí còn có hại. Lời nói chân, không thiện, không mỹ, tức là lời nói chân thật nhưng vô ích và làm người nghe bực mình. Nhiều người bất cứ nghe thấy chuyện thị phi ở đâu
cũng đem kể lại cho bạn bè, thân thuộc nghe. Hoặc có người lại thường đem những chuyện đời tư nói với người khác để khoe khoang thành công hay phân bua thất bại của mình. Những chuyện đó tuy là sự thật nhưng không ích gì cho người nghe và chỉ làm phiền lòng họ. Lời nói không chân nhưng thiện và mỹ, tức là lời không đúng sự thật nhưng có ích lợi và làm người nghe hoan hỉ. Như trường hợp vì cứu người nào đó thiện mà phải nói dối, không chân, và nhờ nói khéo léo nên người nghe vui lòng, mỹ. Lời nói không chân, không thiện nhưng mỹ, tức là lời nói giả dối, vô ích nhưng người nghe lại thích. Nhiều người nói ba hoa, khoác lác, vô tích sự, thế mà vì có tài ăn nói khéo léo, thông suốt nên ai cũng nghe. Lời nói không chân, không mỹ nhưng thiện, tức là lời nói dối, khó chịu nhưng có lợi cho người nghe. Ví dụ như một người mẹ muốn cho con mình học giỏi, thiện, đã la mắng không mỹ và dọa đứa bé nếu không học thuộc bài sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, không chân. Lời nói không chân, không thiện, không mỹ là lời nói giả dối, vô ích và làm người nghe bực tức. Như trường hợp nói vu khống, nhục mạ hoặc lời nói thêu dệt để chia rẽ người khác. Đó là lời nói của những người dối trá, hung ác và thô lỗ. Trong 8 cách trên, cách thứ nhất và cách thứ hai được Đức Phật cũng như các bậc hiền nhân khuyến khích. Kinh Afajarachakumara dạy tiếp rằng người nên nói lời hợp thời mà người biết là đúng sự thật, xác đáng, hữu ích, có thể chấp nhận được và làm cho kẻ khác hoan hỉ. Loại thứ nhất, người cũng có thể nói lời hợp thời mà người biết là đúng với sự thật, xác đáng, hữu ích, có thể chấp nhận được, tuy không làm cho kẻ khác hoan hỉ. Loại thứ hai, người không nên nói lời giả dối và cần phải tìm sự thật. Nói sự thật vì hành động đó nâng cao hạnh phúc cá nhân của người cũng như sự điều hòa và tiến bộ xã hội. Trong đoạn kinh khác, Đức Phật mô tả lời nói của bậc thiện trí với 5 điều kiện: phát biểu đúng lúc, kalavadi. Như chúng ta đã thấy ở trên, có khi một lời chân thật nhưng không được phát biểu đúng lúc thì thành ra vô ích hoặc làm cho người khác bực mình. Người thiện trí phải tế nhị để áp dụng lời nói của mình đúng chỗ, đúng lúc. Hợp với sự thật, futavadi. Bậc thiện trí thức nói một lời phải dựa trên sự thật, không ngụy biện, không lừa dối. Tuy vậy, nói sự thật chưa đủ, cần phải có điều kiện sau đây bổ túc, đem lại lợi ích. Arthavadi, lời nói phải có mục đích và ý nghĩa của nó. Dù là lời nói chân thật nhưng không có mục đích đem lại lợi ích cho ai, thì đó cũng là lời nói nhảm nhí, vô dụng. Thích ứng với đạo lý, Dhammavadi. Dhamma ở đây có nghĩa là đạo lý. Lời nói hợp đạo lý có nghĩa là phải hợp lý, hợp tình và hợp với chánh pháp. Hợp với đạo đức, Vinayavadi. Giá trị của lời nói còn phụ thuộc tính cách đạo đức của nó. Nếu một lời nói có đủ 4 yếu tố trên nhưng không hợp với luật pháp hay luân thường đạo lý thì vẫn nguy hiểm. Trong phần phân tích 8 lời nói trên, chúng ta dùng chữ thiện với nghĩa hữu ích. Nhưng đôi khi có lợi ích chưa hẳn là thiện, như khi nói trục lợi, vụ lợi,
người ta thường dùng với nghĩa bất thiện. Vì vậy, lời nói thiện phải vừa có ích vừa lương thiện, nghĩa là phải hợp với đạo đức nữa mới được. Trong kinh điển có 10 điều lợi ích và hợp với đạo đức nên bàn luận là: nên nói về đức từ bi bác ái, vì lòng từ ái giúp chúng ta có tâm hồn vị tha. Không tham lam, ích kỷ, bòn sèn và tật đố. Nên nói về đức tính tri túc để giúp ta bỏ nhiều ước vọng thái quá và sống an vui trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nên nói về đức thanh tịnh để giúp cho tâm hồn trầm tĩnh, trong sạch và tự tại. Nên nói về đức tính độc lập để giúp chúng ta không xu hướng phe phái, không ỷ lại và phát triển đức tự tin. Nên nói về đức tinh tấn để giúp ta từ bỏ tính biếng nhác, do dự và bất nhất. Nên nói về giới hạnh, vì giới hạnh có khả năng loại bỏ những thói hư tật xấu mà ta đã tập nhiễm từ vô lượng kiếp đến nay. Nên nói về thiền định, vì thiền định có khả năng tiêu trừ dục vọng, oán thù và phát triển sức mạnh tinh thần. Nên nói về trí tuệ để giúp ta rèn luyện đức sáng suốt, phát triển trí năng, hầu thấu triệt chân lý. Nên nói về giải thoát, vì tâm giải thoát là mục đích của người Phật tử trên đường giải phóng tâm ra khỏi vô minh phiền não. Nên nói về tri kiến giải thoát, tức là nói đến sự thực chứng giải thoát của Đức Phật và chư thánh nhân. Sự thực chứng đó giúp chúng ta vững tin trên đường tu tập, vì biết rằng chúng ta đang đi trên con đường mà tiền nhân đã từng trải nghiệm và thực chứng. Nếu tinh tấn giác niệm một cách đúng đắn, chúng ta cũng có thể chiêm nghiệm được tri kiến giải thoát như các ngài. Tóm lại, lời nói có ảnh hưởng vô cùng quan trọng, không những đối với đời sống hạnh phúc của mỗi cá nhân, mà còn có thể định đoạt được cả sự an nguy của xã hội. Lời nói của một nhân vật có uy tín bao nhiêu lại càng phải thận trọng bấy nhiêu. Chính vì thế mà Đức Phật đã đưa chánh ngữ vào bát chánh đạo, con đường dẫn đến giải thoát, giác ngộ.